Ai mò bắt cá sông Đà không nào? Đi nhá. Một hôm mình đi xe cho ông Trách với ông Giang đi sổ mà. Ở dưới này chú nó đi ra bàn đá. Tí lên để chụp ảnh con đấy. 6. Ôi con đang to, hai người ôm đi. Cho lên bờ đi, con nó rơi mẹ mất. Đâm cỏ nó túm thắm tên và túm thắm mà nó hô mất phê thắm đá này. Một ba lô, một bao tải. Đây, đây là con cá chiên nhá, cá chiên ở sông Đà đấy. Úi giời. Cá chiên sông Đà qua tôi thả lưới bắt con này. Nó cũng hơi bé tí nhưng mà răng con này nhìn khiếp lắm. Đây này. Mồm nó sợ chưa? Mà con này bây giờ nó bé chứ có những con to 5-7 cân hoặc thậm chí chục cân chuyện bình thường. Nhưng không phải lúc nào bắt được đâu. Con này thịt rất là ngon. Thịt màu đỏ. Vàng như nghệ. Không có xương mấy đâu, chỉ có một cái xương sống ở giữa thôi. Còn đây là con cá lăng. Ui dù, con này to lắm. Lăng sông Đà đấy. Này con thân còn gọi là lăng chấm. Ê. Ui dồi, con này thịt trắng. Con này khiếp lắm. Lăng sông Đà. Còn đây là con cá rầm xanh này. Ui dồi ôi. To thế. Đây. Ui. Này khỏe lắm. Này. Như thế nào? Này. Rầm xanh. Đi gặp mấy ngày hôm nay bắt được con này. Ui thả lưới. Mệt lắm. Đây. Sông Đà đây. Rất đầu nguồn.